giờ Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị khán giả cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn Có Biết. Những thông tin mà Thanh Điền và Hà Trinh sắp sửa chia sẻ với quý vị khán giả chắc chắn sẽ là những thông tin rất là hấp dẫn. Đó là câu chuyện về thú ăn uống của giới nhà giàu ở Nam Kỳ ngày xưa. Ngày xưa thì giới nhà giàu ở Nam Kỳ bên cạnh cái khối tài sản kết xù thì có rất nhiều những giai thoại về cái thú tận hưởng cuộc sống thông qua cái cách ăn uống. Và hình như Hà Trinh nghe nói là ngày xưa các đại gia ở Nam Kỳ thì không cần phải khoe cái sự giàu có của mình ở tại các hàng quán ngoài đường đâu. Mà họ khoe ngay trong chính gian bếp ở nhà họ luôn. Mỗi nhà thì thường có đầu bếp riêng, có nhà có tới 3-4 đầu bếp lận. Người thì là đầu bếp chuyên về các món phương Tây, đầu bếp còn lại sẽ chuyên về các món ăn tàu, đầu bếp kia sẽ chuyên về các món ăn Việt. Nói chung là thể hiện như thế mới đúng là phong cách đại gia. Đúng rồi. Và như cụ thể là Phước George là một nhân vật đại gia khá nổi tiếng ở Nam Kỳ. Tên của ông là Lê Công Phước. Năm 1932 thì ông có một cái chuyến đi du lịch đến Pháp. Và khi mà quay về thì ông mang luôn cả một đầu bếp Pháp về để chuyên nấu những món Pháp mà mình thích. Đúng là đẳng cấp đúng không? Và cái món ăn mà giới nhà giàu ở Nam Kỳ ngày xưa rất thích đó là món bò tơ nướng gác tréo. Cách chế biến thì cũng giống như là món bò tơ ngày nay, nhưng mà cách thưởng thức thì ảnh hưởng ít nhiều bởi phong cách Tây phương. Đó là khi mà con bò tơ chín tới thì mỗi người sẽ cầm một cái đĩa, cắt cái khoanh thịt mà mình thích, lấy gia vị, rau sống, chọn một loại rượu mình thích, sau đó thì mới nhâm nhi thưởng thức. Rất là thú vị, nhưng mà nhiều người cũng nói là do chính cái cách thích chơi ngông và thích xài tiền phóng đãng như vậy cũng là nét tiêu biểu trong cái cách xử thế và phong cách ăn uống của người giàu có ở Nam Kỳ ngày xưa. Và chính vì thế mà thường những hậu duệ của những người này lại thường phải sống trong cảnh nghèo khó sau đó.